Hello và welcome back. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Stickman Escape Line. Let's go. Ok. So ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game thứ hai nhá. Bendy Run, let's go. Khi các bạn nhặt được một chiếc rìu thì chiếc rìu sẽ ném ông ta mất 2 máu. Và khi các bạn nhặt được một viên gạch thôi thì ông ta chỉ mất 1 máu thôi. Và khi các bạn nhặt được một cục sắt, ông ta sẽ chết mất 3 máu luôn. Ok, và các bạn cố gắng làm sao để nhặt những cái gì mà cần thiết và nhặt những cái gì mà làm cho ông ta mất máu hiệu quả nhất. Let's go. Ở đây là một viên gạch. Okay, let's go. Ok, ông ta còn 13 máu không? Let's go. Một sự tiêu diệt con rơi nào. Xuất hiện thêm một con rơi nữa. Ok. Đây rồi. Thank you.
Rồi ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game thứ ba nha. Granny Chapter 2. Day 1. Ok, và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2 này. Wow, hai ông bà đi cùng nhau. Ở đây thì là một khẩu súng điện. Ok, let's go. Ông ta đây luôn. I see you lên đây. Thì I see you. Rồi mình sẽ ủi ông ta và lấy chiếc chìa khóa mà ông ta đang đeo trên người. Chết rồi, không lấy chiếc chìa khóa này rồi. Let's go. Vậy thì tí phải lấy thôi. Đây rồi. Ok. Shotgun. Thank you.
Ok, let's go. Wow. I see you. Không có gì ở đây. Rồi mình sẽ mở cái lắp này ra xem có gì không. Đây là một ở bình ga. Ok. Ở dưới tầng hầm có một cái nắp nữa. Let's go. Không có gì. Sau đó thì các bạn sẽ đưa những cái bức ảnh này lên. Ok, let's go. Rồi, tiếp tục xuống dưới, lấy tiếp ảnh. Ok, let's go. Rồi các bạn có thể bắn ở đây. Đó thì cánh cửa ở đây sẽ mở ra. Ok. I see you. Let's go. Sau đó các bạn nắp cái này vào. Ok.
ok. Mà còn nữa, ở đây là máy bay rồi, mình phải tìm một cái cuộn băng dính và một bình xăng. Không biết cuộn băng dính nó nằm ở đâu. Rồi xuống đây xem. Oh my god, ông bà ở luôn trong này, sợ thật. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái núi thứ tư. Sunander Rashi. Ok, let's go. Rồi, và cách chơi của tựa game này rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ đi xung quanh cái map bản đồ của tựa game này. Sau đó thì các bạn sẽ truy tìm những bức hình gắn trong những cái map bản đồ này. Và bây giờ thì mình sẽ đi truy tìm. Khi các bạn đứng gần một bức hình nào đó thì nó sẽ có tiếng. Đây. Ok. Và bức hình đầu tiên. Rồi mình sẽ đi sang đường bên này xem. Có tiếng bước chân của Slender. Tiếng bước chân của ông ta rất là to luôn. Đó, chạy thôi. Ok, gần đây có một bức hình nữa. Chắc nằm trong đây rồi. Let's go. Đó, các bạn cứ đi xung quanh cái map này và đi tìm những bức hình đó. Thì khi các bạn tìm đủ 7 bức hình, các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát khỏi nơi này của ông Slenderman. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Slenderina The Cellar 2. Ok, let's go. Oh my gosh, gặp ngay ông quỷ luôn. Cái này như là một mê cung, mình đang là trong một mê cung. Có đôi vợ chồng ông bà ma và ông quỷ và một đứa con. Chạy thôi. Xem ở đây có gì không? Không có gì. Tiếp tục đi về trong sau. Ở trong tựa game này các bạn phải tìm 8 quyển sách. Các bạn phải đi xung quanh những cái chỗ như thế này. Thôi, lại gặp được con ông quỷ rồi. Chạy thôi. Bốn chân nhưng lại đi bằng như kiểu nhện. Bốn chân rồi. Wow. Oh my gosh. Oh my gosh. Ok. Bị bao vây từ hai phía luôn. Đâm ra là chết luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Okay. What the hell? Ở trong này thì mình sẽ hóa thân là một thám tử. Đến chung điện thoại ở đây. Thank you.
bắn luôn. No, please, Michelle. Oh, baby. Theo mình nghĩ đây thì là người yêu của anh chàng này. No! Đó, và sau đó tiếp tục là bắt đầu đi xử lý những tên tội phạm. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Slender High Free. Let's go. Tựa game Slender High Free này thì các bạn sẽ phải đi truy tìm 7 con ma. Nó sẽ bay vẩn vơ trong một lâu đài này. Và các bạn phải đi truy tìm, sau đó thì các bạn sẽ phải chụp ảnh nó. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống cầu thang xem, tìm chỗ đi cầu thang, xem một chỗ nào. Đi mấy cái chỗ rộng này xem thế nào. Vẫn chưa có lối đi, đây rồi. Let's go, let's go, let's go. Oh my god, ok. Rồi, mình sẽ đi đường này xem. Ơi, ở gần đây có một con. Đây rồi. Ok. Các bạn cứ đi xung quanh tòa lâu đài này và đi truy tìm những con ma đang vất vưởng ở trong tòa lâu đài này. Sau đó thì các bạn sẽ săn lùng và chụp ảnh nó. Khi gặp Slenderman thì các bạn phải quay đi thật nhanh, nếu không khi ông ta nhìn các bạn một lúc thì những cái cánh tay ở đằng sau ông ta sẽ mọc dài ra và lúc đó các bạn sẽ không thoát được ông ta đâu. Và lúc đó các bạn lại phải chơi lại từ đầu. Cách thức chơi game này rất đơn giản thôi. Đó, mình sẽ chạy luôn. Có thể ông ta sẽ xuất hiện luôn đây. Ok, à, mình sẽ chạy đôi rồi. Oh my god. Đi bắt thôi. Oh my god, ok ok. Đó, ông ta bắt rất là nhanh luôn. Rồi, và mình sẽ sang một tựa game mai. Let's go. Và lần này xem tựa game này thì mình sẽ được bao nhiêu điểm đây. Wow.
Oh my god. Xuất hiện ở đây đúng là mình không để ý thật. Mình toàn coi ở giữa thôi. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Granny Chapter 1. Let's go. One day. Okay, let's go. Ok. Chuẩn luôn. Cái này phải cần có chiếc chìa khóa, sau đó các bạn mới đổ xăng vào được. Chết rồi, bà ta đang ngay đây. Chạy thật nhanh. Oh my gosh, bà ta đi nhanh thật. Mình không kịp phản xạ luôn. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ đi bắt xe. Fuck.
Ok, đây là nhà các bạn. Các bạn có thể vào lưu vào bất cứ lúc nào. Khi các bạn làm một nhiệm vụ đó thì các bạn có thể lưu. Oh, let's go. Ok, và rồi các bạn tới game này các bạn phải giả vờ đóng vai là một tên cướp và là một băng cướp. Sau đó thì các bạn sẽ phải về sau, các bạn sẽ đi truy tìm và truy diệt những băng cướp này. Các bạn có thể ra chữ L hoặc ra những cái chỗ mà làm nhiệm vụ, và không các bạn có thể đi nghịch ngộ quấy phá rất là nhiều trò luôn, có cái đánh nhau những băng đảng. You want to see the moon? Oh my gosh. Why not? Wow. Get some sleep, he says. I have been sitting. Đó, xong rồi các bạn đi chỗ áo kìa. Các bạn mua một cái áo. Và mình sẽ cướp một chiếc xe này. Đây là một chiếc xe khá là đẹp. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Benji, let's go. One day. Chuẩn thôi. Ok, let's go. Chui luôn xuống đây. Xem bạn ta có lên đây không. Oh my gosh. Sao bạn ta này dính đúng cái lúc mà mình vừa xuống đây nhỉ. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game kinh dị rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này thì các bạn chỉ cần tránh né làm sao để ví dụ khi gặp một con ma như thế này
thì các bạn phải vào trong một căn phòng thì nó sẽ không làm gì được các bạn. Còn nếu mà các bạn đi ở đường lan can thì nó sẽ le và các bạn sẽ thua ngay. Rồi vào tựa game này thì các bạn phải đi thu thập 20 túi tiền. Let's go. Ok, và mình sẽ sang phòng kế tiếp. Tiếp tục nào, phòng bên cạnh. Ok, let's go. Một cái cửa. Ở đây có hai con mắt. Chạy thôi, nó đang gần đây. Đó, khi các bạn ở trong căn phòng thì nó sẽ không thể vào được trong phòng và nó bắt các bạn được, trừ khi các bạn ra ngoài. Và mình sẽ xem đang đâu. Nó đang ở dưới tầng hầm. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2 luôn. Ở nút chạy này, nó sẽ lên tầng 2. Let's go. Chạy trong vòng 3 giây, chạy nhanh. Sau đó thì sẽ hồi lại trong vòng 1 phút. Rồi và các bạn đã nhặt được chiếc cưa thì đó thì các bạn sẽ cưa được cái miếng gỗ này. Và khi các bạn lên đây các bạn sẽ vào một vị trí cũ. Rồi mình sẽ xem vào đây. Đây là vào dưới tầng hầm rồi. Sau đó các bạn lại đi truy lùng những chiếc túi và những con số. Rồi các bạn sẽ thoát khỏi nơi này, thoát khỏi một con ma ở trong ngôi nhà này. Rồi ok, bây giờ mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.